Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu qua tiến hành kiểm tra liên ngành đột xuất với 14 cơ sở cung cấp dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn quận. Mới đây, Ủy ban Nhân dân quận đã tiến hành xử phạt 7 cơ sở vi phạm với số tiền hơn 32 triệu đồng. Nội dung vi phạm chủ yếu được phát hiện qua kiểm tra là lưu giữ buôn bán hàng hóa nhập khẩu có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt, có cơ sở kinh doanh mỹ phẩm hết hàng sử dụng, một cơ sở chưa đăng ký thành lập hộ kinh doanh. Ngoài ra, quận Hải Châu cũng đã phối hợp cùng với Đoàn Sở Y tế thành phố thanh tra 12 cơ sở và qua đó có 10 cơ sở bị xử phạt với số tiền 470 triệu đồng. Theo thống kê thì hiện nay trên địa bàn quận Hải Châu có 131 cơ sở cung cấp dịch vụ thẩm mỹ, nhưng đến nay mới chỉ có 31 cơ sở thực hiện thủ tục công bố đáp ứng đủ điều kiện cung cấp dịch vụ theo quy định. Còn lại hơn 70% cơ sở chưa thực hiện đủ thủ tục.